Giờ sao ta sẽ đang đứng chỗ này rất là dễ thương luôn ha. Thế nên là sao luôn hả? Chỗ này là hoành tráng nhất luôn rồi á, gọi là đủ đồ luôn á, mọi người mua đồ gia dụng, đồ gia đình, đồ điện mua trong đây đầy đủ luôn nè, mình khỏi cần phải đi đâu. Hay à, hay 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 à, hay a à, Dương té à ha, rất là tiện nghi luôn á, cực kỳ không phải mất thời gian để đi lại nữa chứ. Wow. Đấy. Dumbuka là cái chiếc xe ben đó mọi người. Sao tôi xin bảo giống cái Dumbuka nhìn cái thùng đó ha. Đúng luôn ha, đúng là giống thiệt ha. Rồi bỏ đồ lên đúng không? Đấy. À ha. Được leo lên. À đúng rồi ha. À cái này là gì, để nguyên một set cho Satoshi luôn á. Đây là gần 9 mang 18 triệu à, một cái set mà cho em bé này vừa học này vừa ngủ này. À đúng rồi ha. À ô mô tràn nữa ha, có đồ chơi nữa ha. Rồi có cái cầu thang nữa ha. Rồi có chỗ cái túi sách nữa ha. Rồi bỏ sách vở nữa. À cái ghế rồi cái bàn nữa. Ủa, cái bộ bên kia cái bàn. À 12 mang luôn à. Là đến 25 triệu á. À có cái sách nữa ha, có cái giường ngủ quá đẹp luôn sao đây ha. À nguyên một set tô luôn nha mọi người, nhìn rất là sạch sẽ. À có cái che đó à, sao nhiều thứ vậy ta? Ha? À có đồ chơi nữa, sao nhiều thứ vậy? À nhìn dễ thương ha. Quá dễ thương. À sao đây xin mở cái tủ ra đó kìa, tủ ra mở kéo cái tủ ra kìa, cái Hikidashi đó con. Ra đây. À đúng à, sao đây xin có cởi dép này giỏi với mọi người. À, mình bỏ dép lại à, ha. Sẽ cởi dép ra rồi. À có đồ chơi nữa à, hay được rồi. Rồi mà hiểu rồi, đóng nhẹ nhàng thôi, mình đóng nhẹ nhàng thôi con. À có đồ chơi hay, ok rồi. À mình cởi dép ra được, giỏi vậy. Sao tôi tự cởi dép ra, bên Nhật người ta dạy á. À, có nhiều sách quá ha. Rồi mình tới mình coi cái khác ha. À qua wow, đây cũng có một bộ bàn nữa ha. Bộ bàn này bao nhiêu? À cái ghế đó là một mà mang hơn 2 triệu. À có chiếc xe gỗ ha. À cái bàn gỗ đó bảo hành 5 năm luôn nha mọi người, là 12 triệu đó. Cái bàn gỗ như thế này là bảo hành 12 năm này. Bạn học cho con này. Ủa, cái này bao nhiêu? 10 à 1 mang 7, cái ghế này mà 1 mang 7 luôn hả? Là bao nhiêu? 3 triệu tư á. Vậy là mua một set đồ là bao nhiêu, thành mười mấy triệu đó, 8 mang là 16 triệu đó mọi người. Đó người ta hướng dẫn kìa. Và rồi à hay. À hay. Đó, cái set như thế này bảo hành 5 năm. Wow, hay. Wow, đẹp quá vậy. À mấy cái túi học cho con này. À hay. À túi học cho con này bao nhiêu? 8 triệu, 10 triệu, 11 triệu hơn. Ở mấy cái túi như thế này mọi người. Ở bên Nhật là học trò, là mấy đứa trẻ em á, hoặc là học sinh cấp 1, cấp 2 tụi nó sẽ dùng cái cặp này. Ha. Quá. Wow. Mấy bạn nhỏ ở bên này người ta toàn đeo cặp đó không mà Satoshi ha. Đấy. À có cái máy tính nữa, người ta để sẵn cái máy tính nữa. Cái bàn này coi bao nhiêu tiền đấy, một cái set đồ. Đó mọi người thấy không, cái kệ này treo lên này, cái túi đó là 200 ngàn. À cái giá đó là bao nhiêu? À, 900 ngàn. Rồi cái gì, à cái rèm này, cái rèm chắc cũng tính tiền luôn. Rồi cái giường ngủ này, cái tivi này, cái phòng ngủ. Đây là trang bị nguyên cả một cái phòng luôn á, rất là đẹp. Satoshi vô đi, nhìn dễ thương chưa? Cái gì vậy Satoshi? À nhà của Neko chàng. Neko chàng ngủ trong này à? Là con mèo á, con nhéo rồi. Nhưng mà sao con vô nhỏ nhỏ này? À sao lô vỗ này hả, nhỏ vậy hả? À thì con mèo mà, con Neko chàng mà nhéo rồi. À mình không có nê cô chàng rồi, vậy con nói cả nê cô chàng đi. Sao đi hát bài nê cô chàng đi.
Wow. À, người ta tắt đèn ha, bên Nhật người ta rất là tiết kiệm cái những cái khoản này. Mọi người nhìn vào quán cà phê hoặc là đây, đây điển hình cho mọi người thấy không? Rất là tối. Bởi vì hồi xưa là có một cái vấn đề xảy ra ở bên Nhật á. Toàn bộ phòng khách này, ghế bằng da này, 17 triệu. 17 triệu cho một bề. Wow, 12 triệu. Cái này thì 24 triệu. Cái này 32 triệu này. Bộ này. Wow. Công nhận cái Tony này lớn quá ta hả? Cái gì cũng có luôn á, coi như là đồ gia dụng luôn ha, to đã nha. Tiệm này chính là lớn nhất luôn á. Còn đây mấy cái ghế mọi người này. Nhìn mọi người nhìn cái ghế này, 7 triệu mấy đây, 7 triệu tư. Cái bộ bàn ăn này bao nhiêu? Bộ bàn ăn này là 20 triệu. Wow, bộ này to chưa? 165cm luôn à. Quá to. Rộng thoải mái. Khu vực này là toàn gỗ không? Full gỗ. Rất là đẹp, sang. À, đây là giường nữa này. Giường là 8 triệu. Giường này 8 triệu. Đây là gì? Semi double. Còn single bên này semi double thì to hơn. To hơn chút xíu. Đúng rồi, à mọi người sẽ lấy cái tờ phiếu này này. Nó có mã số rồi, có số tiền, có loại luôn á. Rồi mình chỉ cần đem tới cái quầy tính tiền ha, để mình tính tiền, hoặc là mọi người cầm cái thẻ này đến cái chỗ mà lúc này cái máy á, có cái máy mà mình tự order đó, là họ sẽ tính tiền cho mình luôn, rồi lúc đó họ sẽ chở nhà về nhà cho mình. Còn nếu mà mình không muốn thì mình đến cái cửa đến cái chỗ quầy tính tiền có nhân viên đó, rồi mình đưa mấy cái phiếu này là họ sẽ lấy hàng cho mình. Yeah, cái đó ngon lắm papa hả? Coi em kìa. À đúng luôn á, cái bàn này nè, bàn này bao nhiêu vậy anh? Đâu nó kêu nữa. Bàn này mama không thấy. À hay đúng, bàn ghế game thủ luôn nè. Cái máy tính là 1.7 kìa, 3 triệu tư kìa. À cái ghế là 2.9 bên này nè. 3.5 này là 6 triệu á. Ghế này 6 triệu này. Rồi còn cái bàn nữa, cái bàn chắc người ta để giá ở chỗ nào á. Có cái ly để cho uống nước nữa nè. Satoshi có cái máy tính để Satoshi sử dụng nữa chứ. Thiếu chỗ ăn. Đẹp luôn. Mấy cái ghế này Satoshi này. Mấy cái ghế này bao nhiêu? À ghế này 3 triệu 2 này Satoshi này. À 2. Ôi, Satoshi à, Satoshi kiểu gì vậy? Ôi, nó cũng siết nữa. Sợ ghê quá. Satoshi à. Satoshi ghê quá, sao siết luôn rồi vậy? Ghê quá. Hay. Đi đâu rồi? Anh hai đi đâu rồi? Đà. Anh hai đi đâu nữa? Và úp ô bà kê cụ ơi úp và chuẩn bị về rồi, chuẩn bị về rồi, người ta báo giá, báo với thời gian rồi đó. Và công nhận cái này to ghê papa ơi, quá to luôn hả? Tính ra bố này là tiện nhất luôn á.
từ tivi, tủ lạnh, tất cả mọi thứ luôn á nè. À papa này, máy mới nè, máy papa này đang giảm giá nè anh, 10kg giảm giá còn 4.8, ngon lành luôn. Đời bao nhiêu ta? 4.9, cho như 4.9 là 9 triệu mấy, gần 10 triệu 10kg. Cái này xem đời bao nhiêu. Đời 2023, đời mới. Đây này, mới nhất. Wow, NT gì á, hãng nào mình không thấy luôn. Cái này cũng đang giảm giá này. Hai đo này, hai loa. Đây, không biết nhãn hiệu gì luôn á. À, người ta để lên cao hả? Hay hay. Nhìn dễ thương. Đây người ta bán mấy cái rèm này mọi người. 48 2990 yên. À cái này 2990 là bao nhiêu, là khoảng hay hay hay. Wow. Bán 600.000. Oh no. À hay, chỗ này rộng luôn chưa? Còn tầng 3 nữa sao tới kia kìa. Đây cái rèm mọi người nhìn này. Hả? Người ta để mẫu cho mình thấy. Loại này thì bộ cũng 48 set tổ luôn này. Đây loại vải này. Này là bao nhiêu, 800.000 này. À, màu bên Nhật là khác hẳn màu Việt Nam ha. Màu bên Nhật họ chỉ như thế này thôi á. Đó, cái này thì là 1 triệu nha mọi người. Tùy theo kích cỡ nha. Tùy ở đây có cái bảng giá, bảng kích cỡ này. Mà bao nhiêu? 1.2 triệu, 1.1 triệu. Loại bên này cũng vậy, cùng loại ha, cùng mà chỉ khác màu thôi.